Ôi rồi, cái nằm nè. Nằm chờ ai vậy ta? Hả? Cái thằng này Stevie. Nằm chờ ai vậy con? Hả? Đang nằm bành háng trong nhà, ra nghe tiếng xe chạy về. Chị nghe. Stevie chờ ai vậy? Con chờ ai vậy con? Con chờ ai vậy? Hả? Con chờ ai vậy? Con chờ ai vậy? Chờ chị không? Chị Phi làm gì phải không? Rồi, bước xuống rồi chưa? Bước xuống rồi. Xuống đâu vậy? Xuống đâu vậy? Đang đâu vậy? Hả? Ngồi chờ ai vậy? Nó biết quá trời biết luôn. Thương chị quá trời thương rồi. Ngoài trời gió dữ ta này, gió dữ ta. Ê. Trời ơi. Chị cưng chưa? Chị thương chưa? Trời ơi, nằm kìa. Nằm sao chị đi? Chị đi chứ. Stevie, come here chị Stevie. Con nó canh không nó nằm kìa. Trời ơi, thương chứ, giống như rình mồi á. Vô Stevie, cưng quá. Đó, nằm cản chị vậy. Trời ơi. Vô chị về, vô, come on, vô. Cũng như là cút bắt vậy, đuổi bắt vậy, cút bắt vậy đó. Làm gì cho trời, nó mừng chị vậy. Thương không thương không, cưng quá vậy, cưng. Cũng thương cho được. Thương.